bến bãi không phép vô tư mọc lên và tồn tại công khai. Ngang nhiên xây dựng công trình nhà ở trên hành lang D. Thậm chí, người vi phạm còn là lãnh đạo đứng đầu địa phương. Đấu thầu để làm nông nghiệp, nhưng lại ngang nhiên xây dựng trạm trộn bê tông trên hành lang đê điều và hoạt động gây ảnh hưởng nặng nề đến người dân địa phương. Hệ thống chính quyền địa phương khẳng định kiên quyết xử lý sai phạm. Hoạt động xâm phạm đê điều diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Đây là một trong những bến bãi tự phát do người dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tự xây dựng. Dù là bến bãi tự phát, nhưng theo quan sát của phóng viên, chủ bến vẫn hoạt động một cách công khai. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra nhiều năm nay. Bây giờ muốn mua lại cái bãi này, chú bán không? Tí thì mua thì làm gì có chỗ ở. Trước là mình vẫn làm này, trước vẫn tập kết này. Tập kết nhưng mà nhà ở đây thì giờ mua thì nhà chuyển đi đâu? Xin lên nhà đây. Trước làm cái bãi này xin đê điều hay là xin huyện rồi? Đây là xã. Còn đây là một bến bãi tự phát khác trên địa bàn xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ. Theo điều tra của phóng viên Luật về làng, chủ bến bãi này là một người địa phương. Dù trước đây đã xin cấp phép, nhưng do không đủ điều kiện nên không được chính quyền địa phương phê duyệt. Dù vậy, khu bến bãi này vẫn tồn tại nhiều năm nay. Các cái bến bãi mọc lên ở khu vực địa bàn huyện Tứ Kỳ, nói chung ấy thì cho đến giờ phút này theo cá nhân người dân của tôi được biết rằng đây là một số các cái bến bãi nó cũng không được đầy đủ về mọi cái thủ tục về pháp lý. Thế sau khi đó là cũng không hiểu tại sao có một số bãi thì về vấn đề này vấn đề khác mà vẫn được ngang nhiên hoạt động. Theo điều tra của nhóm phóng viên Luật về làng, xã Chí Minh có hai bến bãi hoạt động không phép nhưng đã tồn tại công khai từ nhiều năm nay. Và đây là câu trả lời của người đứng đầu địa phương khi được hỏi về trách nhiệm của hệ thống chính quyền khi để tình trạng này diễn ra. Thủ tục đầy đủ thì các bến bãi hầu như là chưa có đầy đủ thủ tục. Chính quyền địa phương thì cũng đã nhiều lần chủ động trong cái việc nhắc nhở, xử lý. Đấy, thế nhưng mà cái vấn đề nhu cầu của cái như tôi đã nói trong cái khu vực đấy, thế thì như vậy là nó mang cái chất tự phát như vậy thôi. Báo cáo của hạt quản lý đê điều huyện Tứ Kỳ cho thấy, hiện trên địa bàn địa phương này có 23 bến bãi hoạt động kinh doanh vật liệu ở bãi sông. Điều kỳ lạ là trong số đó chỉ có một bến bãi có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. 15 bến bãi đã hết hạn giấy phép vào cuối năm 2018 và đang trong giai đoạn làm thủ tục xin phép. 7 bến bãi thậm chí không có dự án, hoạt động hoàn toàn không phép. Cũng theo báo cáo của hạt quản lý đê điều huyện Tứ Kỳ, trong năm 2019, đơn vị này đã lập 196 biên bản đình chỉ, 24 quyết định tạm đình chỉ, 26 công văn kiến nghị chính quyền các xã ven đê xử lý và giải quyết các vi phạm theo quy định của luật đê điều. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, công tác xử lý đối với các bến bãi hoạt động không phép vẫn dậm chân tại chỗ. Các bến bãi này hoạt động nhỏ lẻ, cung cấp cho các cái địa phương ở trong dân, ở các cái địa phương ở khu vực các cái xã vùng dưới. Cho nên là cái việc xử lý là hiện nay là vướng ở chỗ chính quyền là chưa xử lý được quyết liệt. Đây là chỉ thị mới nhất của Ủy ban dân huyện Tứ Kỳ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn. Chỉ thị này cho thấy rõ quyết tâm của địa phương này trong việc xử lý dứt điểm vi phạm trong lĩnh vực đê điều thủy lợi đã tồn tại từ nhiều năm nay. Cái câu chuyện mà các bãi tự phát từ bấy lâu nay chưa được xử lý thì cái này nó liên quan đến trách nhiệm quản lý của ủy ban dân các xã có bãi. Ở cái chỗ nào ủy ban huyện đã thường xuyên chỉ đạo đối với hạt quản lý đê điều và ủy ban dân các xã là phải tăng cường cái sự phối hợp, kiểm tra và xử lý dứt điểm. Lãnh đạo ủy ban dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thì luôn khẳng định sẽ không có chuyện phạt cho tồn tại. Tuy nhiên trên thực tế, các bến bãi không phép, tự phát vẫn công khai hoạt động trong sự bức xúc của người dân. Khu dân cư thôn Trại Nội, xã Thành Lợi,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Khu dân cư với 56 hộ dân này nằm trong khu vực hành lang đê Hữu Đào và đã được hình thành từ nhiều năm nay. Dù nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ đê điều, nhưng tình trạng tự ý xây mới công trình trên đất tại khu dân cư thôn Trại Nội diễn ra khá phức tạp. Theo báo cáo của hạt quản lý đê điều huyện Vụ Bản, qua đợt kiểm tra vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, cơ quan này đã phát hiện và lập biên bản 4 công trình vi phạm xây dựng, xâm phạm luật đê điều. Đây là một trong 4 công trình vi phạm đã bị hạt quản lý đê điều huyện Vụ Bản lập biên bản vào đầu năm 2020. Trên nền đất cũ, một công trình kiên cố đã được người dân xây dựng và chuẩn bị hoàn thành. Sau khi bị yêu cầu tạm dừng, công trình này đã buộc phải tháo dỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Mình làm cái này thì mình có phải xin phép chính quyền địa phương hay là ở nông thôn thì không cần? Xin phép rồi, gọi điện xin phép rồi, đến lúc làm cho nó không làm. Công trình vi phạm nhà bà Hoa được xác định là công trình đầu tiên xây dựng trong số 4 công trình bị hạt quản lý đê điều huyện Vụ Bản lập biên bản và yêu cầu trả lại nguyên trạng do vi phạm luật đê điều. Điều đáng nói, chồng bà Hoa là ông Bùi Huy Lễ, hiện đang là bí thư đảng ủy xã Thành Lợi. Vụ việc này cũng đã được lãnh đạo xã Thành Lợi xác nhận. Ở khu vực Trại Nội hiện nay thì có đồng chí bí thư đấy là người nhà ở đấy. Và đất này thì đã theo như kể chuyện thì được là ra đến đã rất là lâu. Bản thân ông thấy, ông quan sát thấy rằng cái nhu cầu xây dựng của những đồng chí lãnh đạo địa phương như ông nói thì bản thân nó đã thực sự cấp thiết hay chưa để phải xây trên một cái khu đất mà hiện nay nó đang vấn đề là đang khó trong cái việc là xâm phạm luật đê điều. Nội dung này thì nó ngay thực với các đồng chí nó rất là khó trả lời. Ông Bùi Huy Lễ, bí thư đảng ủy xã Thành Lợi lý giải, phần đất của gia đình ngay dưới chân đê Hữu Đào do ông cha để lại và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, ngôi nhà bếp cấp 4 được xây dựng từ lâu đã bị mục nát, hư hỏng, gây mất an toàn trong quá trình sử dụng. Nên cuối năm 2019, gia đình phá đi xây lại trên nền móng cũ. Cũng theo ông Lễ, việc xây dựng công trình trên tuyến đê này vẫn được người dân ở đây thường xuyên tiến hành. Những năm gần đây thì nhân dân xây sửa rất là nhiều, anh ạ. Đều là từ nhà cấp 4, nhà tạm. Bây giờ người ta sau khi mà xã hội phát triển, kinh tế người ta phát triển, người ta dỡ ra, người ta xây nhà mới, nhà cao tầng, 2 tầng, nhà 3 tầng cũng có anh ạ. Chứ không phải là khi mà tôi dỡ ra rồi người ta mới xây. Lãnh đạo Ủy ban dân xã Thành Lợi cho biết, thôn Trại Nội có 56 hộ dân, thì 52 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2004. Do vậy, xã này gặp nhiều khó khăn trong quá trình quản lý xây dựng. Hiện vẫn có công trình đang triển khai xây dựng mới, dù mới bị hạt quản lý đê điều huyện Vụ Bản lập biên bản và yêu cầu khôi phục nguyên trạng. Các hộ dân đều đã được cấp giấy chứng nhận từ những năm 2004 và đất đai là do ông cha để lại. Cho nên khi nói về cái chuyện mà các hộ vi phạm thì sau khi tuyên truyền thì đọc các cái điều khoản mục của luật đê điều hay các chỉ thị của các cấp thì người dân cũng đã nhận thức ra phần, nhưng mà cái việc mà nó chồng chéo giữa luật đất đai và luật đê điều là cái khó. Đê Hữu Đào qua huyện Vụ Bản dài hơn 22 km qua các xã Tân Thành, Thành Lợi, Đại Thắng, trong đó khoảng 100 hộ nằm trong hành lang bảo vệ đê điều. Từ khi có chỉ thị số 14 ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, Ủy ban dân huyện Vụ Bản đã tiến hành giải tỏa 30 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê. Hiện nay, còn khoảng 70 hộ có nhà và các công trình khác nằm trong hành lang bảo vệ đê vẫn chưa được giải tỏa. Trạm trộn bê tông của công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hùng nằm trên khu vực đê Tả Đáy, thuộc địa bàn xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Trạm trộn bê tông với tổng diện tích trên 36 sào này chính thức hoạt động vào năm 2017 và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân khu vực giáp danh. Gần 3 năm nay, hơn một sào ao này của gia đình bà Vân không thể sử dụng để nuôi cá, dù đây là một trong những nguồn thu chính của gia đình. Kể từ khi trạm trộn bê tông của công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Tuấn Hùng đi vào hoạt động, cuộc sống của gia đình bà Vân và nhiều hộ dân ở thôn Kim Thượng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Bụi bặm người dân coi như là bụi bặm nó ô nhiễm mà cá cung thả nó chết.
Đấy, đêm hôm thì làm nó tiếng động nó to lắm, là dân đi làm về không ngủ nghỉ cũng khó. Không chỉ gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường đối với khu dân cư giáp ranh, theo phản ánh của người dân, kể từ khi trạm trộn bê tông này đi vào hoạt động đã tác động trực tiếp đến hệ thống dòng chảy thủy lợi của địa phương. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, song vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Có một cái dòng tiêu nước chính của cả địa phương là coi như vậy là của cả thôn là bị rửa hàng ngày, là xe về rửa xuống là coi như nó lắng động đấy, là coi như vậy lấp trên cái cửa, coi như vậy là tiêu nước chính của. Thế là cứ mỗi một năm về mùa mưa là coi như vậy úng không tiêu kịp là chúng tôi bị, khu dân cư chúng tôi bị úng. Trạm trộn bê tông của công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Tuấn Hùng chỉ cách khu dân cư xóm 1 thôn Kim Thượng một khoảng cách rất ngắn, khu vực gần nhất chưa tới 50 mét. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên Luật về làng, tháng 2 năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Tuấn Hùng thuê lại 36,2 sào đất của ủy ban dân xã Kim Bình tại khu vực ao bể dầu trên đê tả đáy để thả cá, nuôi trồng thủy sản. Thời hạn thuê đất theo hợp đồng này là 5 năm, với sản lượng thuê đất thu bằng tiền là 30 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, khu đất này ngay sau đó đã được phù phép thành một trạm trộn bê tông và tồn tại cho đến thời điểm này. Các cấp và ngành kiểm tra thì trong cái vấn đề có lần kiểm tra thì chúng tôi không được lắm. Thế còn cái việc cấp phép có hay không thì chúng tôi không nắm được. Nhưng mà chúng tôi đều biết là hiện nay là không có giấy phép. Ao cá hiện nay là coi cả cái sốc này, hiện nay là chúng tôi coi như vậy là chúng tôi không thả được cái gì cả. Theo điều tra của nhóm phóng viên, trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Tuấn Hùng đã từng bị ủy ban dân xã Kim Bình xử phạt hành chính do tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất. Chi cục thủy lợi tỉnh Hà Nam cũng đã 3 lần lập biên bản công ty này vì vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều. Tháng 11 năm 2018, trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố Phủ Lý, Ủy ban dân xã Kim Bình đã tiến hành thanh lý hợp đồng cho thuê đất đối với công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Tuấn Hùng và yêu cầu công ty này ngừng hoạt động. Tuy nhiên trên thực tế, công ty Tuấn Hùng vẫn hoạt động, thậm chí còn mở rộng công suất khi lắp đặt thêm một trạm trộn bê tông nữa. Cuối năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã vào cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Tuấn Hùng. Kết luận kiểm tra cho thấy những sai phạm nghiêm trọng của doanh nghiệp này khi hoạt động không có kế hoạch bảo vệ môi trường, không xây dựng kho lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định. Ngoài mức phạt 60 triệu đồng, theo kết luận này, công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Tuấn Hùng bị đình chỉ hoạt động trong khoảng thời gian 6 tháng. Điều kỳ lạ là doanh nghiệp này không hề tuân thủ kết luận thanh tra. Hiện nay thì Tuấn Hùng vẫn đang hoạt động. Đấy, tại thời điểm này. Đấy, thì chúng tôi cũng đôn đốc nhắc nhở mấy lần lên để cam kết, nhưng mà hiện nay cũng vẫn chưa động đậy. Về trách nhiệm chúng tôi thì chúng tôi sẽ báo cáo đề nghị thành phố, đề nghị tỉnh hỗ trợ thì để cưỡng chế dư rồi. Trong khi đó, theo lãnh đạo Ủy ban dân xã Kim Bình, từ cuối năm 2018, sau khi thanh lý hợp đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Tuấn Hùng không phải nộp 30 triệu đồng một năm tiền thuê đất. Mới đây, trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai nói chung và lĩnh vực đê điều thủy lợi nói riêng đang diễn biến ngày càng phức tạp tại các địa phương, gây ra bức xúc trong dư luận. Trong khi đó, chính quyền các địa phương vào cuộc không kịp thời, kiến nghị xử lý theo kiểu phạt cho tồn tại, khiến người dân bức xúc. Có một cái hiện tượng mà nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã nêu đấy, là hiện tượng phạt cho tồn tại, thì tôi cũng mong muốn trong luật này phải đưa ra một cái nguyên tắc phạt là phải xử lý và phải đảm bảo đúng những cái quy hoạch quy chuẩn ban đầu, không thể được cho tồn tại như vậy, bởi vì tồn tại như vậy nó sẽ mất cái tính gọi là cái tính như răn đe. Chính quyền các địa phương luôn khẳng định sẽ quyết liệt trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Thế nhưng trên thực tế, các hành vi xâm phạm này diễn ra ngày càng công khai và phức tạp trong sự thờ ơ của những cơ quan có trách nhiệm. Còn người dân ở xung quanh những khu vực này phải nếm chai đắng do sự thiếu quyết liệt của chính quyền các cấp.